đang lấy anh không? Có muốn về nhà với em không? Có muốn về nhà với anh không? Tình yêu em xây đủ lớn để ngàn đời sau ta vẫn có nhau. Cởi khẩu trang chứ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gõ đánh đất. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi, thế chị thích hát hay, chị sẽ không cho đứa nào công biết hết. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Ôi trời ơi. Em có mang chiếc radio cùng vào nhà. Chờ anh em nhé. Anh sẽ bước đến bên em và nói: em có yêu anh không? Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với anh không? Có muốn về nhà với anh? Yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Em có yêu anh không? Có muốn về nhà? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi. Đừng bắt em phải mong chờ. Yeah, hay quá. Em ơi, xuất sắc. Đấy em ơi, anh Hương cảm giác tốt thật. Mặc dù không được nói chuyện nhá. Em có yêu anh không? Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với anh không? Có muốn về nhà với em? Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Em có yêu anh không? Có muốn về nhà với em không? Có muốn về nhà với anh không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi. Đừng bắt em phải mong chờ. Đừng lặng im. Anh lấy em không? Em lấy anh không? Có muốn về nhà với? Có muốn về nhà với anh không? Tình yêu em xây đủ lớn để ngàn đời sau ta vẫn có nhau. Anh lấy em không? Có muốn về nhà với anh không? Đừng làm nghiệp như thế, trả lời anh đi. Đừng bắt anh phải mong chờ. Đừng lặng im như thế, trả lời anh đi. Đừng làm trái tim anh đau. Yeah, trời ơi, hát hay quá. Chị cho chị ôm em một cái được không?